Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-thêu, chương 17, từ câu 10 đến câu 13. Các môn đệ hỏi Đức Giêsu rằng: "Vậy sao các kinh sư lại nói Elia phải đến trước?" Người đáp: "Ông Elia phải đến để chỉnh đốn mọi sự, nhưng thầy nói cho anh em biết, ông Elia đã đến rồi mà họ không nhận ra, lại còn xử với ông theo ý họ muốn. Con người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế." Bấy giờ các môn đệ hiểu người có ý nói về ông Gioan Tẩy Giả. Quý vị và các bạn thân mến, thời của Elia và thời của Gioan Tẩy Giả có gì giống nhau? Thời của Elia gọi là thời của chỉnh đốn. Thời của Elia, tôn giáo Ba An lên ngôi. Vua nghe lời bà hoàng hậu ngoại giáo, mang thần dân ngoại về thờ. Tôn giáo chính thức của cha ông họ bị chà đạp. Elia mệnh danh là người của Chúa, đến để chỉnh đốn lại mọi sự và đưa họ về với Chúa. Thế nhưng sau cuộc chiến thắng các tiên tri thần Ba-an, Elia bị truy sát và phải chạy trốn sự truy lùng của quan lính của bà hoàng hậu dân ngoại này. Thời của Gioan Tẩy Giả có thể nói lịch sử không lặp lại giống thời của Elia, nhưng cũng cần phải chỉnh đốn lại mọi sự, nhất là về mặt tôn giáo. Có tương truyền rằng khi đấng Messia xuất hiện thì phải có Elia đi trước dọn đường. Gioan Tẩy Giả chính là Elia hiểu theo cách đó, đến để sửa đường lối Chúa cho ngay, đến để dọn đường cho Chúa. Điều trùng hợp cũng là điều mà Chúa Giêsu nhắc lại hôm nay: Elia họ cũng không nhận ra, mà còn xử ông theo ý họ. Gioan Tẩy Giả cũng như thế. Họ cũng nghe ông phần nào, chủ yếu là dân chúng. Sau đó, Herode đã giết ông, thì con người cũng sẽ bị loại bỏ như vậy. Không những không nghe, bị loại trừ, mà còn giết chết. Các môn đệ Chúa Giêsu khi nghe điều này thì hiểu Chúa nói về Gioan. Chúng ta hôm nay khi nghe điều này thì chúng ta hiểu ngay cả Chúa Giêsu cũng bị loại trừ, bị giết hại, và còn hơn thế, ngay chính chúng ta chứ không phải ai khác cố lờ đi những lời Chúa nói và còn tìm cách loại trừ người. Loại trừ bằng cách không để ý tới việc chỉnh đốn lại cuộc đời, lối sống chúng ta cho ngay thẳng chính trực. Loại trừ khi chúng ta dửng dưng với lời kêu gọi hối cải về chính những tội lỗi của chúng ta. Chúng ta cố chấp trong tình trạng của mình, cũng chẳng khác nào dân xưa cố chấp trong sự hẹp hòi, ích kỷ, ngạo mạn, vô lối, bất chấp Chúa mời gọi chúng ta hãy sửa đường lối cho thẳng ngay. Còn nhiều cái phải chỉnh đốn, còn nhiều cái phải sửa đổi. Lạy Chúa, chúng con biết mình nhiều thiếu sót và lầm lỗi. Xin thương dùng ơn Chúa mà cảm hóa lòng chúng con, dùng lòng thương xót của Chúa mà tha thứ cho chúng con, để chúng con biết sửa đường lối mình cho ngay thẳng. Amen.